Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Ford Fiesta 2015 và Ford Focus 2019. Đây, với cái dòng sản phẩm của Ford đời này thì nó sẽ sử dụng là van điều khiển lốc là van cơ anh em nhé. Đây chính là cái van cơ này. Dạng lốc này nó hơi đặc chủng hơn cái Ford Focus đời trước, là ở hai cái mặt bích của nó thì nó bắt bên sườn và bắt ba chân, còn cái đời trước của nó sẽ là bắt bắt phía trên đó. Đây là ba chân bắt vào lốc máy này. Đây là buli truyền tải dây Cura của lốc này. Đây là phía mặt thít này, đây là cuộn điện này. Đây là 1, 2, 3. Đó. Lốc được kết nối với nhau qua ba thân, tức là phần đầu, phần đuôi và phần giữa. Đây là cái rắc điện của cái bôn điện này. Đấy, đây chính là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đó, rất là sắc nét luôn. Đây là cái van áp suất để bảo vệ lốc ạ. Đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Ford Focus 2019 và Ford Fiesta. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.